chiến 2005 chính thức trở lại, cùng săn bắt Hoàng Kim, Công Thành, liên đấu tại hồi ức võ lâm truyền kỳ 2005.net. Đầu tuần mới với rất nhiều thông tin nóng hổi xoay quanh tựa game Liên Minh mà bạn không thể bỏ qua. Hôm nay mời các bạn cùng XTV đến với update. Soi sai lầm chí mạng của T1 trước Kenji, Faker nói gì? Zeros lại ké phim. Soi những sai lầm chí mạng của T1 dẫn đến thất bại trước Kenji. Như vậy một lần nữa, T1 lại thất bại trước Kenji trong một trận chung kết tổng của một kỳ LCK. Có thể nói tại sân chơi quốc nội, Kenji vẫn là một thế lực quá nặng vía với T1. Nhưng dù vậy, cả hai đội đã cống hiến một trận đấu căng thẳng, kịch tính đến giây phút cuối cùng. Cảm tưởng, ngay cả khi một trong hai đội có lợi thế thì bên kia vẫn có thể lật ngược thế cờ. Nhưng không có nghĩa T1 không có những sai lầm chí mạng đã khiến họ bại trận. Bởi lẽ trong ván 2 và 3, T1 đã cho thấy họ hoàn toàn có thể hủy diệt Kenji nếu thi đấu max ping. Nhưng vào các giai đoạn quan trọng, T1 lại có sai lầm chí mạng, khiến đương kim vô địch thế giới đánh mất thế trận. Pha lái sứ giả mù mắt của Faker. Có lẽ chính Faker là tuyển thủ để lại nhiều tiếc nuối nhất. Cả 4 ván anh đều chơi rất tốt, như thể hình bóng quỷ vương giai đoạn 2015-2016 trở về. Thậm chí, pha Asia Quadra Kill của Faker ván 1 có thể xem là một trong những tình huống thần xấu nhất trận chung kết này. Thế nhưng, ngay khi cả đội đặt hy vọng vào Orianna của Faker, thì chính đầu tàu T1 đã lái sứ giả ủi thẳng vào trụ Genji. Chuyện không có gì để nói nếu khi đó 5 thành viên Genji đang không đứng chờ sẵn. Mất Faker, T1 mất luôn sự cân bằng đang được duy trì ở ván 5. Tất nhiên, T1 không thua ngay sau pha đó, nhưng khiến Faker chính thức bị cho vi vượt mặt và T1 mất quyền kiểm soát. Đã vậy, sự hy sinh của Faker còn vô nghĩa khi trụ một đường giữa của Genji còn không mất. T1 không có Faker cũng mất thế ra rồng và dần dần bị Genji lăn cầu tuyết. Phong độ của Zeus. Có lẽ lâu lắm rồi, người ta mới lại thấy Aatrox của Zeus khốn khổ như thế. Vẫn là đấu sĩ giúp T1 vô địch thế giới, nhưng khi đối đầu Kin, Zeus không có nhiều tác dụng. Màn tỏa sáng của anh sau đó với các tranh cơ như Zac hay Kassante cũng không khóa lấp được một điều. Zeus chưa thực sự max ping trong trận này. Đã vậy, đen đủ cho Zeus khi bên kia chiến tuyến là Kin đang trong trận chung kết của sự nghiệp. Tuyển thủ Genji thi đấu như thế, đây là trận chung kết cuối cùng của anh. Và Zeus đơn giản là không có cơ hội. Zeus vẫn rất đáng tin, nhưng có lẽ bản thân anh phải nỗ lực thích ứng nhanh hơn và duy trì phong độ cao xuyên suốt, nhất là khi đối thủ của Zeus ở quốc nội là Kin, Doran và ra thế giới là Bin, đều là các siêu sao đường trên hiện nay. Không ai bảo vệ Umayushi trong ván 4. Có một sự thật, trong hai ván T1 chiến thắng, họ đều có những lựa chọn làm dàn chắn rất tốt cho các carry là Faker và Umayushi được thoải mái tung chiêu. Nhưng ở ván 4 quyết định, T1 lại để Zeus cầm Gwen trong khi combo Aphelios Lulu quá thiếu cơ động. Afe thậm chí còn không có chiêu lướt nào như Lucian để khi bị áp sát thì Uma có thể tự bảo kê. Có lẽ T1 muốn san sẻ sát thương cho Uma và điều này là hợp lý. Nhưng khi Genji có Kha'Zix đã làm tiêu tan mọi ý đồ chiến thuật của T1, combo không thể thực hiện được, trong khi Canyon lại quá xuất sắc, khiến Guma hoàn toàn vô hại. Faker nói gì khi tiếp tục trở thành bại tướng trước Genji? Trong phỏng vấn sau trận, đường giữa T1 đã có những phát biểu khác biệt so với trước. Tất nhiên, thất bại là điều đáng tiếc khi T1 đã có thời điểm dẫn trước Genji sau ván 3. Nhưng nhìn chung, vẫn có nhiều điểm tích cực được Quỷ Vương chỉ ra. Sau trận đấu, tôi thấy hơi tiếc vì đây rõ ràng là một cặp BO5 mà chúng tôi có thể giành chiến thắng. Nhưng chúng tôi cũng học được nhiều thứ. Đây thực sự là một trận đấu hay. Khi được chạm trán một đối thủ mạnh như Genji trên một sân khấu lớn trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả, đây là một ngày có thể khiến tôi hài lòng. Dù thua Genji, nhưng chúng tôi đã cho thấy sức mạnh, sự nỗ lực của tập thể, đặc biệt sau quãng thời gian khó khăn vừa qua. Vì thế, tôi thực sự cảm thấy ổn với mọi thứ. Bên cạnh đấy, tuyển thủ sinh năm 96 cũng nhắc đến mục tiêu kế tiếp của T1, chính là MSI 2024 diễn ra tại Thành Đô, Trung Quốc vào tháng 5 tới. Kể từ khi giải đấu này xuất hiện vào năm 2015, T1 vẫn đang là đại diện LCK duy nhất giành cúp và lần gần nhất đã từ năm 2017, trong khi các đội LPL đã lên ngôi MSI trong 3 mùa gần nhất. Faker cho biết,
Khi giải đấu càng về giai đoạn sau, các thành viên trong đội đều cho thấy sự phát triển, gắn kết hơn, đặc biệt ở playoffs. Vì thế, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy điều này ở MSI. Chúng tôi sẽ cố gắng trở thành đại diện LCK giành cúp sau một thời gian dài. Về nhì LCK, T1 có khả năng gập gam ở MSI. Với việc đẩy thua Genji 2-3 trong trận chung kết tổng mùa xuân, T1 sẽ tham dự MSI sắp tới với tư cách hạt giống số 2 LCK. Qua đó, Faker và đồng đội sẽ phải thi đấu sớm từ ngày 1 tháng 5 với hành trình ở vòng khởi động. Ở MSI năm trước, hai hạt giống LCK đều được vào thẳng vòng trong. Tuy nhiên, với việc một số khu vực gộp giải đấu như LJL, nên hạt giống số 2 của cả LCK và LPL phải đấu luôn từ vòng khởi động. Như vậy, vòng khởi động diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5 với 8 đội, gồm T1, Bilibili hoặc Top Esports, Fnatic, FlyQuest, PSG Talent, GAM, Astro Esports và nhà vô địch Brazil. Các đội được phân thành 4 nhóm hạt giống, qua đó chia thành 2 bảng khác nhau. Các đội cùng nhóm hạt giống sẽ khác bảng đấu. T1 được xếp hạt giống số 1, do đó sẽ chạm trán đội hạt giống số 4 ở trận đầu là Astro hoặc đại diện Brazil. Sau đó, khả năng để đại diện Vset là GAM gặp T1 ở vòng này là trung bảng, đồng thời phải thắng trận đầu trước đối thủ Fnatic hoặc FlyQuest. Tất nhiên, với thực lực của T1 thì việc thắng 2 trận BO3 liên tiếp để tiến vào vòng sau là không quá khó. Dù vậy, thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho giải của đội sẽ bị ngắn đi đôi chút so với Genji và các đội vào thẳng vòng 2. Trong khi nhiều fan cho rằng, sự xuất hiện của T1 ở vòng khởi động thực sự là tin vui cho Riot vì nó sẽ được chú ý hơn mọi khi rất nhiều, với sự có mặt của đội tuyển đông fan bậc nhất thế giới. Các bảng đầu sẽ được bốc thăm ngay sau trận chung kết LPL mùa xuân 2024 giữa Bilibili và Top Esports ngày 20 tháng 4. Rò rỉ chế độ võ đài 16 người với nhiều skin hòa ảnh mới. Cách đây vài ngày, Riot đã hé lộ khá nhiều về chế độ võ đài 2v2 sẽ được chỉnh sửa và tăng lên tận 8 đội với 16 người chơi mỗi trận. Đây được coi là một trong các chế độ được Riot đầu tư nhiều thời gian và công sức nhất suốt những năm gần đây. Vì nguyên nhân này, khá nhiều người đang mong được trải nghiệm một phiên bản võ đài với số người chơi đông chưa từng có. Mới đây, cộng đồng phương Tây lan truyền một số hình ảnh về chế độ võ đài mới. Nhưng ngoài việc chú ý đến bản đồ, người ta lại bàn tán nhiều hơn về các tướng với loạt skin hòa ảnh mới. Trong đó, cộng đồng chỉ ra một số skin hòa ảnh mới của Brand, Akali, Nocturne, Varus, Mazaha và Kale bản hàng hiệu. Cuối cùng là một skin được cho là của Zilin hoặc Jax. Có thể coi đây là một hình ảnh rò rỉ khá uy tín, bởi trước đó Riot cũng hé lộ sẽ ra mắt skin hàng hiệu cho Kale ngay sau Evelynn. Vậy nên khả năng cao, skin của Kale sẽ được ra mắt ngay trong mùa MSI. Dự kiến, các skin mới này sẽ ra mắt trên máy chủ thử nghiệm BBE trong tuần này. Kin vô địch, ông Hoàng Drama Zeros có ngay màn ké phim gây tranh cãi. Xét rộng tất cả các giải liên minh khắp thế giới, có lẽ khó tìm được cặp đối thủ nào nhiều duyên nợ hơn hai ông lớn xứ Hàn, T1 và Genji. Tính riêng từ năm 2022 đến nay, cả hai đội đã đụng độ 5 lần liên tiếp tại một trận chung kết tổng, một kỷ lục của LCK. Cuối cùng, phần thắng vẫn thuộc về Genji trong một trận đấu căng thẳng đến phút cuối. Qua đó giúp Genji trở thành đội đầu tiên trong lịch sử LCK vô địch giải đấu này 4 lần liên tiếp. Tuy nhiên, tuyển thủ Kin mới thực sự gây chú ý khi anh cuối cùng đã có cho mình danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp. Vốn là một người chơi rất kỳ cựu của LCK, nhưng vinh quang luôn lẩn tránh Kin, mãi cho đến khi Đường Trên sinh năm 99 gia nhập đương kim vô địch LCK. Đáng nói, trong ngày vinh quang của Genji, một cái tên đình đám của Vset lại có màn ké phim. Cụ thể, ngay sau khi Kin lên ngôi, cựu sao SPTC Zeros lập tức đăng ảnh mình bắt tay với Kin thời Zeros còn thi đấu cho Phong Vũ Buffalo. Cho ai chưa biết, Phong Vũ Buffalo của Zeros khi đó đã có màn đối đầu với Africa Freak của Kin trong khuôn khổ chung kết thế giới 2018. Và ai cũng có thể đoán được kết quả, Phong Vũ thua tan nát trước đại diện LCK. Bài đăng của Zeros khiến nhiều fan của cựu tuyển thủ bật cười,
Nhưng cũng có người khó chịu khi cho rằng anh ké phêm, lại còn gọi tuyển thủ nhà Genji là chóp gót. Thực tế, đặt danh xưng cho tuyển thủ là tùy quyền mỗi người, nhưng Kim chưa từng có thành tích tốt trên đấu trường quốc tế, và LCK thì mãi đến bây giờ Kim mới có danh hiệu. Trước đây khi còn khoác áo KT, Kim thường xuyên bại trận trước Just. Gọi anh chàng là chóp gót có phần hơi vội vàng và dễ gây tranh cãi. Dù sao, đây chỉ là một hành động ké phêm có phần vô thưởng vô phạt của Zeros. Nhưng qua đây ta mới thấy Kim bền bỉ thế nào khi nhiều tuyển thủ cùng thời với anh thậm chí đã giải nghệ. Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận bây giờ nhé!